Bây giờ khu vực dưới sẽ còn những con gì đây? Hồi nãy thì chúng ta thấy rằng cả hai đội đã hết tướng tay dài để chọn, và cuối cùng thì JT Team lôi được cục Brand. Nhưng mà lần này thì Treyarch thậm chí là cấm thêm cả Zeke nữa. Thì họ muốn ưu tiên chọn trước cho mình một con tướng tay dài hay chăng? Bên phía của JT Team thì họ đang ưu tiên Ragaz dành cho DY. Nghe nói ở trong ván trước, khi mà không có Ragaz thì Tuck sẽ trở nên khá bế tắc trong cái lựa chọn vị tướng hỗ trợ của mình. Và Treyarch ngay lập tức lấy cho mình con dây. Họ đã không cầm dây, họ thay bằng Zeke. Thì bây giờ đối phương lấy Ragaz thì họ phải lấy dây mà thôi. Dây cũng là chất tướng mà có thể di chuyển ở nhiều phần đường. Thậm chí là GG có thể dùng dây ở khu vực đường dưới cũng được. Pan cũng đã từng dùng dây ở khu vực đường dưới rồi. Nhưng bây giờ thì Treyarch đang muốn lấy thêm cả con Corki của ZZ nữa. Vẫn là phải lấy Corki của ZZ mà thôi. Ai chà chà, cả hai bên đang lấy tướng của nhau rất là nhiều nha. J-Team thì lấy đi con tướng 100% tỷ thắng của Tắc. J-Sport thì lấy đi con tướng 100% tỷ thắng của ZZ. Và họ quyết định là sẽ chơi dây khu vực dưới ở trong trận đấu này chăng, khi họ đang nhấp nhá trên màn hình con tướng này rồi. Đã khóa vào, có thể sẽ là dây ở khu vực đường dưới. Corki ở vị trí đường giữa dành cho Rose. Bên phía bên kia thì J-Team họ đang muốn pick cho mình là Khazik. Mà như tôi đã nói rất là nhiều lần, Khazik thường được pick sớm như thế này trừ khi là bạn phải có một vị tướng cấu rìa máu từ xa rất tốt. Và J-Team đã thay đổi rồi, họ đang chưa có một cái vị tướng kiểu như vậy. Zoe cũng có thể là một vị tướng mà bên phía J-Team suy nghĩ cân nhắc chọn được. Và họ có thể chọn nó ở phía sau thôi. Còn phía này thì có vẻ như họ vẫn đang muốn hướng tới một con Khazik, một chất tướng thuận tay của 0.11, nhưng họ lại đổi sang Rectong rồi. Chắc họ cũng suy nghĩ rằng là hiện tại đường dưới đang bị cấm rất nhiều những cái chất tướng tay dài. Zoe có thể là sang phase 2 thì chơi eSports họ không dễ để cho J-Team lấy được nó. Vậy thì vẫn sẽ còn Orianna. Brand ván này thì chắc không dùng được rồi, khi mà đối thủ của họ cũng đã chuyển sang những mẫu tướng tay dài khác, không còn là một đội hình quá nhiều đấu sĩ nữa. Còn lượt cấm của chơi eSports sẽ là gì? Chắc là cấm vào đường dưới. Họ sẽ chọn trước cho mình một Nautilus cái đã, sau đấy là tiếp tục lượt cấm của mình. Nhưng mà tôi thật ra tôi không tò mò lắm về những cái lựa chọn của Trey Sport sau khi nhìn qua ba lựa chọn đầu của họ rồi. Họ có đầy đủ khá là nhiều thứ, họ có hai con tướng cấu rìa từ xa tốt, dây cùng với Corki, họ có con Nautilus để mở vô tranh. Cái điều tôi thắc mắc là J-Team họ đang muốn chọn đội hình như thế nào đây? Ở lượt này nếu như Trey Sport họ cấm đi Zoe thì bên phía J-Team thực sự là khó có thể chọn một con tướng tay dài. Chẳng lẽ họ lại đi chọn một con Brand sao? Nhưng mà con Brand mà nếu như đối diện với lại một cái đội hình mà có những vị tướng tay dài nhiều nhưng mà Trey Sport đang hướng tới thì nó sẽ không thực sự hay. Nó chỉ hay khi bạn đối đầu với một đội hình mà có nhiều chất đố sĩ mà thôi. Đúng thế. Có thể sẽ là một Orianna ở khu vực đường dưới hay chăng? Cùng chờ đợi xem. Còn bên này thì J-Team quyết định cấm vào Gwen. Đội hình của Treyarch nếu như mà pick một con Khazik nữa thì cũng khá ổn để họ có thể cân bằng lại lượng tướng đấu sĩ. Còn phía bên J-Team thì bây giờ họ vẫn đang chưa đưa ra được cái lựa chọn vào pháp sư khu vực đường dưới. Thì Treyarch liệu rằng họ có cấm đi Akali không? Akali vẫn đang gờ ra. Và quyết định của họ là cấm đi Khazik. Họ cũng sẽ không muốn đánh Khazik ở trong ván này. Rõ ràng họ không muốn chơi Khazik ở trong ván thi đấu này, bởi vì về mặt cơ bản tôi nghĩ là hai vị tướng đầu của họ là cấu rìa máu đủ rồi. Bây giờ họ cần nhiều hơn cái dàn tướng phía trước cơ, để tạo khoảng trống dành cho hai người này có thể bắn được một cách hiệu quả nhất. Bên phía bên kia J-Team họ đang cấm đi Aatrox, một lượt cấm chính xác đến từ J-Team. Còn bây giờ trên eSports sự lựa chọn của họ để có thể Wukong để tạo thêm khống chế kết hợp với lại Nautilus. Như chúng ta đã nói, họ cần dàn chắn và điều này là cần thiết. Bên phía bên kia bây giờ tôi rất là tò mò cái team họ chọn cái gì nè. Luck à? Luck Ori. Vẫn Brand luôn. Wow, ban được một ván sướng tay quá. Chơi tiếp. Chơi tiếp à? Nhưng mà ván này nghe chừng không dễ đâu nếu như mà lấy con Brand ấy. Khó luôn chứ. Quá tối ưu. Họ đang chuyển hướng lấy thêm cho mình con sát thủ khác, không phải Khazik mà là đội hình ba đấu sĩ hai sát thủ à. Lại đổi rồi Olaf, nhưng mà nếu mà là Olaf thì họ sẽ cần Ori sự hỗ trợ từ phía sau, một là Ori hay là Kama đấy, thì nghe nó còn hợp lý. Kama thì sẽ búp giáp rất là nhiều trong những tình huống mà Olaf băng vào, và cả những tình huống khóa chân nữa. Kama thì ổn hơn trong việc đánh giao tranh tổng, Ori thì bù đắp được lượng sát thương giai đoạn cuối trận. Đấy, một trong hai hướng. Thì J-Team chọn hướng nào? Hướng thứ ba. Hướng thứ ba.
Chọn một con tướng đánh giá tranh khỏe, nhiều khống chế, giai đoạn cuối trận chưa biết là mạnh hay không. Nhưng đây là một cái con lao lên cùng nhịp được với lại Z để có thể dứt điểm những mục tiêu hàng sau của Troy Esports. Một ý tưởng bích đội hình nó vẫn rất táo bạo đến từ J-Team. Và chúng ta sẽ cần có những diễn biến ở trong trận đấu thì mới có thể kiểm chứng được cái sức mạnh của đội hình này. Tôi vẫn chưa dám chắc lắm là cái đội hình của J-Team nó sẽ hoạt động kiểu như thế nào đây. Đồng ý là họ có khả năng mở giao tranh cũng ok, Ragaz, Vec, đồ này kia cũng khá là mạnh ở giai đoạn đầu trận đấy. Nhưng mà giai đoạn cuối trận nha, đội hình của bên phía Troy Esports mạnh hơn nhiều, mạnh hơn rất nhiều luôn. Với cả là cái việc mà con Olaf lao lên, con Z lao lên, xong con Vec lao lên, nhưng mà ba con này chẳng có con nào có cái chiêu thức cố định mục tiêu cả. Thì họa hoàn mà họ tung trượt với cái chiêu cuối của Vec thì coi như là cũng rất là phá sản cái bộ combo liên tiếp băng vào đấy từ bên phía của J-Team. Thế nên đây là một đội hình mà nó cũng đòi hỏi một cái tính kết hợp phải rất là mapping đến từ các thành viên bên phía của J-Team để họ có thể tối ưu được cái bộ đánh của mình. Còn J-Sort ván đấu này thì bộ tướng của họ cũng khá là dễ chơi. Q3 cũng đã không sử dụng Kha'Zix, thay vào đó là một con Wukong, thì phần nào đó cũng sẽ cải thiện được cái khả năng đánh giao tranh tổng và khả năng bắt người để cho bên phía của J-Sport. Chính xác là như vậy. À, lại một lần nữa J-Team làm chúng ta bất ngờ. Cùng bước vào những diễn biến của ván đấu thứ hai, xem liệu có một lần nữa sự sáng tạo của J-Team sẽ đem về chiến thắng cho họ, hay đây sẽ là một thử nghiệm không thành công, khi mà bên phía bên kia có một đội hình phải nói là cực kỳ mạnh để có thể dẫn dắt trận đấu từ giai đoạn khởi đầu cho đến giai đoạn cuối trận đấu. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả trận đấu thứ hai, ván thi đấu thứ hai trong cuối đầu của Troy Esports và J-Team. Tỷ số là 1-0 nghiêng về J-Team. Và ở trong ván đấu thứ hai này, với một đội hình khá là đồng đều trải dài sức mạnh từ đầu đến cuối ván đấu, J-Sport hoàn toàn cơ hội để có thể săn lấp được điểm số. Khu vực dưới, đây là một kèo đấu không phải là quá khó dành cho TAC cùng với lại Chi Chi. Khả năng phòng ngự của họ với hai con tướng này là rất là tốt, và khả năng trao đổi chiêu thức cũng không hề tệ một chút xíu nào cả. Cả hai bên bắt đầu di chuyển, nhưng mà bên phía của Troy Esports rõ ràng các bạn có thể thấy là cái tốc độ đẩy đường của họ nó nhanh hơn hẳn so với lại những gì J-Team có. Cái con Vec là một cái con mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái đợt giảm sức mạnh gần đây, nhưng mà nó không được trọng dụng nhiều bởi vì cái cách khắc chế của nó không phải là quá khó. Nếu như mà bạn lên nhiều cái đồng hồ ngưng động á thì nó sẽ phế được con Vec này về sau. Còn bây giờ cũng là meta của những cái đồng hồ rất là nhiều rồi. Đồng ý. Bởi vì Vec sẽ mạnh khi mà liên tiếp reset được cái chiêu cuối của mình. Bây giờ dùng chiêu cuối mà bay vào bị ngắt đi thì không biết là Vex sẽ phải chơi như thế nào luôn. Tốc độ hồi chiêu cũng không phải là quá nhanh, mà đánh tay thì cũng không đau lắm. Thế nên thật sự sẽ rất quan trọng trong những tình huống mà Vex anh ta đầu tư chiêu cuối nó thật sự phải đúng mục tiêu. Hiện tại thì vẫn đang là những tình huống farm rất là hòa hoãn từ cả hai bên mà thôi. Và đây là một đây. Cái fact và đấu vật rồi Brand đây anh... là 31% sát thương của cả team. Đúng vậy. Đó là lượng đam của ván trước của Brand là còn nhiều hơn cả Zik phía bên kia. Thật sự là một cái lượng đam nó rất là khổng lồ tới từ một con Brand. Nó khiến cho tôi cũng cảm thấy tương đối là bất ngờ. Tôi thật ra là tôi không bất ngờ lắm, tại vì tôi chơi con Brand này rất là nhiều. Đó là do tại sao mà tôi thuộc được hết tất cả những cái tên tiếng Việt của chưa hết con Brand này. Mình thôi nói như các bạn không biết, mình ít khi nào mình nhớ được tên tiếng Việt của những vị tướng, đặc biệt ở khu vực đường dưới lắm. Đặc biệt là tên chiêu thức mà tiếng Việt nó thì mình sẽ không nhớ được quá tốt, mình tại vì mình để cái bạn của mình là tiếng Anh thì bình thường những vị tướng nó mình chơi rất nhiều luôn á thì mình mới nhớ được tên chiêu của nó bằng tiếng Việt thôi, đặc biệt là tướng đường dưới. Đây là một tình huống di chuyển đang cua trên đến từ bên phía của Troy Esports, khá đơn giản dành cho họ. Như anh nói thì cái đội hình này không có một cái lý do gì mà Troy Esports họ thua được khoảng thời gian nửa đầu trận đấu cả. Chắc chắn họ sẽ làm được nhiều thứ hơn so với đội hình bên phía bên kia, nhưng ngoại trừ một trường hợp ra là 0711 anh ta cực kỳ xanh mà thôi. Ở trong ván thi đấu là liệu 0711 có đủ xanh được hay không. Đúng vậy, và đã phát hiện được một con mắt và anh ta ngay lập tức quét đi, nhưng các thành viên của J-Team đã bù lại bằng một con mắt khác. Hai con mắt đỏ được cắm vào phần rừng của J-Team. Vẫn là những tình huống kiểm soát thiên hướng lên khu vực nửa trên rất là nhiều dành cho hai đội tuyển này. Còn ở khu vực nửa dưới thì sẽ là những tình huống farm an toàn của Cocky mà thôi, khi anh ta cũng đã có một con mắt cua ở dọc sông rồi, hạn chế đi khá nhiều những tình huống đi gank của đối phương. Vào thời điểm này khu vực đường trên Đo đang bật cho mình là chiêu cuối để uy hiếp vào Lee Sao. Có lẽ là anh ta cũng chỉ muốn đẩy lính thật nhanh và sau đó biến về nhà mà thôi. Nhưng sau chiêu cuối của Rayton cũng sẽ hồi kịp thời
trước khi mà mục tiêu lớn đầu tiên của trận đấu ra đó là con sư giả ở khu vực trên, cho nên là cũng không phải quá lo lắng về cái tốc độ hồi chiêu. Khu vực giữa thì JZ vừa mới combo mọi người roll xong, tình trạng nó khá giống với những khu vực đường trên mà thôi, họ dùng chiêu cuối của mình để cố gắng đẩy được lính thật nhanh. Bảo giờ cũng đã khiến cho Râu phải sử dụng kiệt sức, ít nhất là lấy được một spell của đối phương. Nhưng khoan đã, đây là một tình huống bật dây, anh ta bị tìm thấy lần thứ hai bởi đi ngoài, chắc là đi ngoài cũng đã tung ra một cái thùng rượu nổ đẹp để cho JZ có đủ tiền để lao vào và dứt điểm thành công. Một chiêu cuối tốt đến từ Ragaz và ngay lập tức một điểm hạ gục dành cho bên phía của J-Team. Nhờ nói đi quay hay là tác cầm con Ragaz này nó đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Những hỗ trợ Trung Quốc luôn luôn biết cách tạo ra một cái sự khác biệt rất lớn khi mà họ có được Ragaz. Pha mở giao tranh của họ đến rất là dồn dập và đi quay làm rất là tốt vai trò của mình trong ngày thi đấu hôm nay, trong khi tác nó vẫn chưa thể tìm ra cách để tỏa sáng với con Nautilus. Ta hãy nhìn lại pha thi đấu ở khu vực giữa, đây là pha mà cả tác và đi quay đều có mặt nhưng Râu là người khởi đầu trước à. Râu ta đập cái lôi phạt của mình vào trong bầy lính để làm gì nhỉ? Ta hơi tự tin thái quá khi mà chưa nắm rõ được vị trí của đội hình bên phía bên kia đang ở đâu. Đúng vậy, đó là một combo mà có thể nói là DY làm hết rồi. Chứ con Z cũng không đóng góp quá nhiều. Một tình huống mà anh ta lăn bụng, sau đó là sử dụng thùng rượu nổ cộng thêm cả sát thương của thiêu đốt nữa. DY đã có cho mình một điều ứng chiến công đầu, tiếp tục áp lực lên khu vực nửa trên. Lý Sao cũng sẽ phải biến về một cách cực kỳ là cẩn trọng khi mà trước mặt anh ta là những sự uy hiếp của cả Redstone lẫn Ragaz, còn ở khu vực nửa dưới thì sẽ là những sự trao đổi đường, những mục tiêu lớn sắp ra rồi nên những pháp sư sẽ được luân chuyển ra khu vực đứng giữa. Tạm thời Huba đang cố gắng quét mắt xung quanh khu vực hang rồng và ngay lập tức ăn con rồng này, nhưng mà anh ta quét mắt làm gì khi mà rõ ràng đối phương đã có một cái bù lợi cua kỳ cục ăn được từ trước đó và thời gian tồn tại của nó cũng khá lâu. Bên phía JT thì vẫn chưa tỏ rõ ý định là họ muốn ăn sứ giả hay ăn rồng. Bây giờ với việc không bèo một đang đứng ở đây thì có vẻ họ muốn tranh chấp với đối phương, họ không muốn đổi mục tiêu sau bên phim kỳ dây gì mất khá nhiều máu nha. Một tình huống cầu sấm và cộng gia tốc rất là tốt, chưa từ bỏ ý định muốn tranh chấp. Nên nhớ là Chechia đang có gói hàng ở trên chân, nhưng họ đang lợi dụng cái lượng máu của Rose vừa rồi anh ta bị cấu đi khá là nhiều, nhưng hình như có hạt hồi phục nên Râu cũng lại hồi lại được một lượng máu đủ ổn để anh ta có thể quay trở lại phục vụ cho cái pha giao tranh rồng này. Bắt đầu là tiến vào kéo rồng ra đến từ vị trí của Huba, tốc biến lăn bụng, bắt đầu vách lao vào với cái chiêu cuối của mình. Râu biến mất ngay lập tức, trong khi đấy thì thùng rượu nổ phá tan đội hình từ bên phía của Trey Esports. Nhưng rất tiếc là Huba anh ta kịp phân bóng và không bị nằm xuống, nhưng đây sẽ là một tiền đánh hơn người. Tốc biến lên làm choáng đối phương, tới từ con cá sấu kia ngay lập tức cũng lại băng vào từ vị trí của Lisa. Anh ta đang cắt vào, đi qua chưa nằm xuống, đi qua còn một đam nữa và đó là mạng gục thuộc về vị trí của Lisa. Tiếp tục cắt vào lần hai, có được cả hai mạng, double kill thuộc về vị trí của Lisa. Còn phía bên này thì Huba lên bảng đếm số, triple kill thuộc về vị trí của Lisa. Có qua đài không đây, anh ta không tiếp tục tấn công nữa, tốc biến lùi ra mà thôi. Trong cái nhịp đó anh ta biết rằng nếu như mình đứng lại và muốn chơi bên phía bên kia thì anh ta chưa thể nào hồi cái nội năng của mình đủ nhanh. Vừa rồi cầu sống của cộng gia tốc không được chính xác cho lắm, và J-Team vẫn là đội thắng được pha giao tranh vừa rồi, cho dù nhìn thấy cái lượng máu của họ nó cực kỳ ít ỏi luôn, nhưng họ vẫn còn một con Olaf sống sót. Và con Olaf của 0711 nó đã bủa từng thành viên bên phía của Trey Esports lên bảng điểm số trong một tình huống giao tranh vô cùng hỗn loạn. Lần này J-Team lại tiếp tục là người có quyền chủ động hơn ở xung quanh sĩ giả khai nước. Đúng vậy, nhưng chỉ có một điểm duy nhất mà các thành viên của J-Sport có thể hy vọng, đó là pha thiếu vừa rồi là triple kill thuộc về Akali của Lee Sao. Nó sẽ là một con Akali hết sức là áp lực, và bây giờ thì họ sẽ cần phải hướng đến những cái cánh đường mà Lee Sao thi đấu để có thể hạn chế bớt đi cái khả năng càn quấy của con Akali này. Không có bóng khói, Lee Sao vừa mới mất bóng khói của mình xong và anh ta kẹt một cái đánh rất triệt để từ J-Team. Ai vừa mới săn ở trong pha giao tranh vừa rồi họ xuống căng người đó ngay lập tức. Trong khi đó khu vực đường giữa thì cái nhiệm vụ đẩy lính nó quá đơn giản dành cho DY cùng với người đồng đội của mình. Một tình huống chiêu cuối vào người bên phía bên kia, nhưng nó chỉ là để ngắt cái mạch đối phương va chạm với lại Chi đến từ tắc mà thôi. Trong khi đó con sĩ giả khai nước được bỏ qua. Như vậy là bên phía J-Team không muốn giao tranh mà họ muốn đẩy xuống khu vực dưới. Hợp lý, bởi vì là sứ giả thì cũng chỉ để lấy trụ thôi. Pha di chuyển vừa rồi họ vừa có mạng, họ vừa có trụ đầu tiên. Đối phương bây giờ có thả sứ giả sao thì cũng không quá lỗ dành cho bên phía của J-Team. Và họ vẫn đang có được một cái thế trận macro tương đối là ổn định. Lý Sao bây giờ quay ngược trở lại với ván đấu này. Tuy nhiên cái điểm hạ gục nằm xuống trước đấy cũng sẽ khiến cho
Lee Sao bị hạn chế đi phần nào đó cái khả năng áp lực với con Akali 3-1. Chính xác, anh ta bị sức đau, trong khi đó con Olaf bên phía bên kia lại tiếp tục có thêm một điểm hòa gục nữa. Như anh nói, cái hy vọng ở khoảng thời gian đầu trận của J-Team nó đến rất nhiều đến từ con Olaf, và cái điều kiện đó nó đang được đảm bảo và ổn thỏa. 2-0-2 dành cho Olaf của họ, nó khiến cho cái khoảng thời gian đầu trận của họ nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Trong khi đó bên phía bên kia nằm xuống tận 2 lần. Có vẻ như những người chơi đường đơn từ bên phía của Trayspot không được thực sự là tỉnh táo cho lắm, đặc biệt là anh chàng đang cầm cho mình là con bài dây này. Rose xé. Ván thi đấu này tiếp tục là ván đấu mà ta lên bố tiến công. Thế nên là cái nhiệm vụ của Rose sẽ chỉ là đi đẩy đường mà thôi, chứ còn đánh giao tranh với cái việc là anh ta nằm xuống đến 2 lần thì nó không ổn lắm. Nhưng đây là pha tốc biến đuổi theo, Hui Ba đi rồi, đi chắc rồi, đợi đi mà thôi. Hơi là quê, Hui Ba ta chim mồi không qua tường. Ta muốn dùng cái chim mồi của mình qua tường để có thể thoát đi, nhưng rất tiếc là khi mà ta dùng chim mồi lại không qua tường, xong phải tốc biến đi. Đi qua lại tiếp tục có một thùng lăn bụng để mở giao tranh đấu chiêu cuối rất đẹp. Nhưng lần này tắc phản xạ khá tốt, bạn lao vào với chiêu cuối của mình bị làm chậm dưới chân của Olaf bên kia, không từ bỏ anh ta. Chiêu cuối là chiếc xe chắc chắn sẽ bay vào mà thôi, thêm một phần gục nữa. Cho dù nó có là đội mạng thì nó vẫn là một pha mà bạn sẽ cần phải làm. Đúng vậy, đối phương là một con cocky mà, nên không thể cho một con cocky nó có thời gian để nó tồn tại và nó tích lũy lượng vàng được. Đổi mạng cũng không phải là một điều gì đó nó tệ dành cho Pan ở trong pha vừa rồi. Huống hồ đấy là hai điểm hạ gục, và đó là áp lực tới từ cái cách ban pick của bên phía J-Team. Và cũng đang thi đấu với trận thi đấu này vô cùng ổn. DY đã có một tình huống thủng rượu nổ rất hay, ta cũng móc vào cái trụ này hay không kém. Nhưng mà đen là phía bên kia là những Olaf, là những Vex, nên cái khả năng đào thoát của anh ta nó bị hạn chế. Chính xác. Và trận đấu này thì J-Team vẫn đang làm được rất nhiều điều, cái đội hình cực kỳ sáng tạo của mình. Cái sự phối hợp giữa DY cùng với Ban đang đem đến một hiệu quả rất đáng kể. Hai vị tướng với nhiều khống chế lao vào và dùng sát thương vào những vị tướng hàng sau của Trayspot khá tốt. Trong khi đó Trayspot thì cái nhiệm vụ mà làm dàn trắng của họ vào lúc này nó không được rõ ràng. Tắc thì chưa đủ đồ và đủ cứng cáp để có thể làm dàn trắng phía trước. Và kể cả là Wu Kong cũng như vậy, anh ta cũng phải lên những cái món đồ sát thương cơ bản. Và ta chưa có đủ khả năng chống chịu với những cái đợt combo của J-Team. Nó khiến cho Cocky chưa có góc để bắn. Và cả Jay cũng như vậy, cũng chưa có thời gian chơi quá nhiều trong những tình huống giao tranh từ nãy tới giờ. Điều đang là thua tiền ở những cái vị trí quan trọng. Thậm chí ở khu vực nửa trên, khi mà Akali có đến tận 3 điểm hạ gục, nhưng cái lượng tiền của anh ta cũng đang không tạo được một khoảng cách đối với con Redstone của Dawn 128. Thì rõ ràng là nếu như xét về tất cả các phần đường thì không phần đường nào là Trayspot có được cái lợi thế cả. Tiếp tục sẽ là họ phải chơi theo cái thiên hướng là bị động mà thôi. DY đang sẵn sàng cho những cái tình huống sử dụng thùng rượu nổ của mình. Bắt đầu đi tiếp cận từ phía sau, cấu lượng máu rất nhiều của chị Hui Ba. Một combo có khi là bay vào Hui Ba mất rồi. Hui Ba chưa nằm, một đam nữa thôi. DY là người có được mạng của anh ta, khó hàng được trả ra. 0.11 sẽ có được con rồng này, sau đó quay trở lại với giao tranh. Phía bên kia thì Pan cũng đã lên bảng đếm số, một đổi một tạm thời là như vậy. Nhưng Lý Sao cắt vào rất nhiều sát tường, nhưng anh ta cũng tụt máu không phanh, cũng buộc phải lùi về. Wow, một pha cắt rất đau của Lý Sao. Đó thực sự là một pha highlight để cho Trayspot có đủ tiền đề để có thể gây áp lực và sau đó quay ngược trở lại khu vực giữa, hòng lấy được cái trụ một của đối phương. Cho dù là trước đó thì con rồng của họ đã không giữ được rồi, nhưng với tình huống xử lý thông minh đến từ Lý Sao thì họ lấy được, gỡ lại được một trụ. Bây giờ họ rút về như thế nào đây? Có vẻ như không, bảy một cũng chưa quá cố gắng truy đuổi phía kia, nhưng DY thì nghĩ là một chuyện khác. Anh ta vẫn đang rất cố gắng để có thể giữ chân các thành viên đối phương, và Tắc đang là mục tiêu mà ta muốn nhắm tới. Những cái búa rìu liên tục được quăng chính xác người Tắc, nhưng bây giờ các thành viên từ bên phía của Trayspot đã ra rồi, đánh hạt thông của mình bỏ chạy. Không phải một bực cho mình được tận thế rất là rốc, và DY dù đã rất cố gắng lăn bụng một người bên phía đối phương nhưng không thể nào giữ chân thành công. Và bây giờ Pan tung ra chiêu cuối của mình trượt, họ quyết định đánh tiếp hay không đây? Vẫn là đánh tiếp, phản sở thành công bên phía bên kia. Đau 128 tiếp tục cái kế hoạch chơi game một mình của anh ta, vừa lấy trụ đối phương tự chạy lên, anh ta cho anh ta thêm một điểm. Đó là cái thế gọng kìm, không có một cái đường đi nào dành cho Hui Ba trong pha đấu vừa rồi. Thế nên là mặc dù mất đi rất nhiều công cụ để giao tranh, mất đi chiêu cuối của Vex, nhưng các thành viên của JT vẫn đủ với lượng sát thương của một con Z đến từ phía sau. Và tạm thời những tình huống trao đổi vừa rồi, các thành viên của JT họ vẫn đang ít nhất là đổi hòa đối phương mà thôi, họ không lỗ thế quá nhiều. Lượng vàng chênh lệch vẫn đang là 5.000, đủ cái sự áp lực ở tất cả các khu vực gây sát thương chính tới từ đội hình bên phía của JT.
Nhưng mà cái khoảng thời gian khởi đầu này là rất là tuyệt vời cho J-Team rồi. Những người cần xanh của họ đều đang rất xanh. 071 là người cần xanh nhất thì anh ta đang hơn người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tiền là Lee Sao, đâu đó khoảng 700 tiền, đang là người giàu nhất ở trên bản đồ. J-Team đang khá đồng đều mặt lượng tiền ở những vị trí khác. JZ đồng 28 cũng đang cực kỳ xanh. JZ đang rình rập Lee Sao, cấu được máu đối phương, câu đi cái bom khói từ bên phía bên kia. Lee Sao đang phải chạy, dùng chiêu cuối của mình vào người bên phía bên kia, ép được dòng tốc biển nhưng không buông tha. Một combo quá hoàn hảo đến từ con Z của JZ. JZ chơi ghê đấy nhở. Bản đấu trước ta cầm Akali cũng rất ghê. Và thi đấu này thì con Z kia cũng thật sự là rất áp lực. Đó là những tình huống mà JZ anh ta đang trở nên một cái người gánh đam chính dành cho bên phía của J-Team. Và thi đấu vừa rồi thậm chí Pan anh ta cũng dùng trượt cái chiêu cuối đập bóng lên đoạt mệnh, nhưng mà JZ bảo là không cần, một mình JZ lo được. Và xem lại cái pha thi đấu này, vì sao đã bị cầu máu đi rất nhiều từ một cú phân thân, rồi sau đó là chiêu cuối bóng dấu ấn tử thần khắc vào, tốc biến lên, nổ dấu ấn, xoay kiếm một cái quay về, rất mượt. Nhìn những động tác đánh thôi là thực sự là biết chơi đấy, thực sự biết chơi Z. JZ cái bệ tướng của ta rất rộng luôn. Vừa đánh được đam DPS, carry và lay như Koki, vừa đánh được những con sát thủ Akali, Z đều chơi ổn cả. Người chơi rất là hoàn thiện ở vị trí đường giữa. Và đó là lý do tại sao J-Team đang có một cái thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng. Chứ họ có một cái độ đồng đều ở rất là nhiều vị trí khác nhau. DY thì mở điều tranh rất là tốt, JZ thì gánh team cực kỳ ghê với lượng sát thương của anh ta. Ban thì luôn biết cách giữ vị trí và gây những tình huống đột biến. Hui Ba bị hất ngược trở lại, anh ta đang phải chạy như con Olaf của đối phương đang dí thẳng vào người anh ta. Chiều cuối nha, nếu như bay vào sẽ làm choáng được rất nhiều người ở trong pha thi đấu này. Và đã bay vào rồi, Ban đã phải nằm xuống và họ đang phải bỏ chạy. Lee Sao đang bắt đầu quăng những cái phi tiêu của anh ta vào người đối phương, cắt một người được một kill dành cho đường giữa từ bên phía của Trey Swart. Lần này Trey Swart với Lee Sao là người chiến thắng trong tình huống giao tranh. Đúng vậy, khi mà thần cá sấu của Đao 28 đã hết hiệu lực, khi mà Vex cũng không thể nào có được cái mục tiêu ổn để ta băng vào và hạ sát đối phương ngay trong một nhịp được, thì cái đánh nhịp 2 của J-Team là hơi khó. Và đây sẽ là một tình huống ăn Baron chớp nhoáng từ bên phía của J-Sport à, nhưng cũng sẽ thực sự là rất nguy hiểm nha. JZ cũng đang tạo được đủ cái sự khó chịu của mình để ngăn cản các J-Sport lấy được con Baron này, mặc dù anh ta có phải nằm xuống. Nhưng đây là tình huống gặp phi tiêu chính xác, đi sao đu theo vị trí của DY, nhưng có lẽ sẽ dừng lại tại đây mà thôi. Ít ra là đổi mạng JZ để ngăn đối phương ăn Baron, đó vẫn là một cái tình huống tỉnh táo của J-Team. Nhưng mà lúc này ông ta bắt đầu cảm nhận thấy là cái đội hình kéo trận đấu về lay từ bên phía của J-Sport đang vận hành khá tốt. Hui Ba câu được rất là nhiều thời gian của đối phương bằng chiêu cuối của mình. Em tình huống với Lee Sao đã có một cái góc cắt ba người rất đẹp mắt. Trong khi đó thì Ban không có cơ hội để có thể tối đa hóa cái khả năng gây sát thương của mình, khi mà anh ta bị Lee Sao nhắm tới một cách quá kinh khủng. Một lần cắt thứ hai của Lee Sao và sát thương từ phía sau của Chichia là đủ để tuyển thêm hai người nữa của bên phía J-Team lên bảng. Double kill Chichia cơ à? Đây sẽ là một cái thông tin nó không mấy khả quan dành cho Khoan đã, một tình huống đu vào tự vị trí của Lee Sao. Và anh ta vẫn đang cố gắng để hạ gục vào con Olaf phía bên kia. Làm được cái công đây, làm được rồi. Vẫn bấm đồ cát, vẫn bảo toàn được mạng sống của mình. Đồng đội đã tới thảm lửa để giúp cho Lee Sao có thể thoát về thành công. Kiệt sức bên đầu của DY, DY sẽ bị JJ xấy đến chết, nhưng DY vẫn có thể về được ở trong pha thi đấu này. Nhưng ít nhất là các thành viên của J-Sport thì họ không mất đi ai cả, họ vẫn có thể lùi về được. Wow. Và Hui Ba cũng đã một tình huống dí thẳng vào người Ban, đập anh ta liên tục. Và Hui Ba cũng đã thành công trong nhiệm vụ của mình. Trong khi đó Đông 128 đang có mặt ở đây, đang bắt đầu dịch chuyển tới chiêu cuối được tung ra ngay lập tức, ấn đồng hồ ngưng động và sẽ thoát chạy được trong tình huống này. Vẫn chưa mất ai cả, đó là J-Sport, họ đang quay ngược trở lại để phản công. Con rồng này khó có thể thoát khỏi tầm tay của J-Sport rồi, và J-Team nên suy nghĩ đến một cái kế hoạch khác. Khó, bây giờ sẽ là khoảng thời điểm mà J-Sport đánh được này, khi mà Koki đã có được hai mạ gục ở trong pha đấu vừa rồi, và Lee Sao cũng đang rất xanh nữa. Khả năng chống chịu của Hui Ba bắt đầu ổn hơn với những tình huống mà anh ta sử dụng cái đồng hồ cát và cả cái chim mồi để outplay rất là nhiều chiêu thức của J-Team. Thì có lẽ là J-Team họ nên đổi mục tiêu tấn công, không nên nhắm quá nhiều vào Hui Ba nữa, và có thể nhắm đến những mục tiêu khác. Ta vừa mới khen JZ xong, bây giờ ta lại thấy một người đường chơi đường giữa khác đánh cháy không kém. Lee Sao đánh cực kỳ ghê luôn. Xem cái tình huống anh ta vùng vẫy giữa vòng vây của 4 thành viên bên phía J-Team. Còn Ban thì hơi đơn độc, anh ta không có ai ở xung quanh cả. Và dù đã cứ cố gắng gây sát thương vào Hui Ba rồi, nhưng không thể nào dứt điểm được cả. Kiểu Ban pick con đấy cũng bị khó chơi ấy. Nếu với một cái tốc độ đánh nhanh của đối thủ thì Ban rất khó lòng để có thể xử lý.
Vex chỉ đơn giản là một chất tướng mà bạn phải đứng từ xa và sử dụng cái chiêu cuối của mình và hỗ trợ kịp thời. Còn nếu không sử dụng chiêu cuối được đúng mục tiêu thì Vex cũng sẽ có không quá nhiều tác dụng. Hiện tại thì vẫn đang là những tình huống mà Chaser họ giãn được cái nhịp độ trận đấu ra. Đội tiền lại chỉ còn thua 3.000. 3.000 với một bộ tướng có Corki thì càng đánh về lâu về dài đội hình của Chaser sẽ càng khỏe. Còn JT một bộ tướng có Olaf thì đánh thiên hướng giai đoạn cuối trận, Olaf sẽ không còn là một cái chất tướng nó uy lực nữa. Và một lần nữa thì Pan bốc hơi, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khiến Pan lại phải lên bàn đứng số. Nhanh chóng quá, nó quá nhanh chóng để chúng ta có thể hiểu được. Pan đang hơi lạc lõng ở trong ván thi đấu này, chưa tìm được cái cảm hứng thi đấu giống như cái ván mà ta vừa mới được MVP trước đó. Bây giờ thì bên phía Trayport liệu có dám mạo hiểm ăn con Baron này không? Họ đang chờ đợi thông tin, họ đang chờ đợi thông tin rằng bên phía bên kia người đường trên của họ đang ở đâu. Họ thấy đột 128 xuất hiện bên dưới, họ biết là họ đang hơn người. Và ngay lập tức dứt điểm hỗ trợ của bên phía J-Team rồi. Bây giờ J-Team đang phải chạy, 0711 có cho mình là chiêu cuối để có thể chạy được. Chiêu cuối tung ra dẫn thường từ Yezi để câu thời gian các thành viên của đối phương. Có cho mình là giáp thiên thần, 0711 đang vẫn đang cố gắng để chạy về và ta chỉ thoát được. Cũng chưa thể nào ăn được Baron ở trong bối cảnh hiện tại khi mà lượng máu của các thành viên cho eSports đang khá thấp. Họ đang tìm kiếm những cơ hội để có thể lấy được dần dần những cái điểm mạo gục của đối phương. Đây sẽ là một tình huống bắt vào người chơi khu vực đứng giữa là Rose. Rose có kiệt sức, cũng không còn choáng nữa. Yezi cũng truy đuổi cũng chạy, vẫn còn hồi chiêu cuối kịp thời. Nhưng đối phương lại có đầu gục cát và cũng không có điểm gục nào nằm lại dành cho dây tìm. Rất khó chịu, rất cực kỳ khó chịu khi mà đối phương liên tục có những cái đồng hồ cát để outplay những cái chiêu thức dứt điểm mục tiêu của Z trong tay Yezi. Bây giờ thì đội hình của bên phía Trời tìm thực sự đã bước vào cái nguồn sức mạnh đáng sợ nhất của nó. 20 phút rồi, con Corki của Chichi bây giờ để cho anh ta bắn khoảng 15 giây thôi thì bên phía của J-Team sẽ bay màu tất cả mọi người. Và cái hy vọng duy nhất của J-Team lúc này lại là cái lối chơi đẩy lẻ của Đo 128. Cái hừng đông đến từ bên phía Đo 128 liệu nó có đủ để thắp sáng được cái niềm hy vọng đến từ J-Team hay không đây. Con rồng ngang tuổi đang được ăn bỏ và luôn. J-Team đang muốn lấy tầm nhìn tốc biến lên và bỏ chạy từ đi qua, nhưng ta không thể nào chạy được cả bên phía kia nhiều đam quá. Trong khi đó hừng đông ở khu vực đường trên đang cố gắng lấy cái trụ. Hai người lận, họ có cả Yezi đứng Đo 128 để có thể tấn công. Trong khi đó bên phía bên kia chỉ có một người phòng ngự thôi. Bây giờ thì Lee Sao đang trở lại, chúng ta nên coi cái pha solo cực mạnh ở khu vực đường trên. Nhưng pha cắt lên của Lee Sao có vẻ như vẫn chưa đủ đam. Hừng đông có vẻ chuẩn bị nằm. Anh ta có cho mình đồng hồ. Yezi cũng là như vậy, Lee Sao phải bỏ chạy một đam duy nhất, Lee Sao sống sót. Trong khi đó Hừng đông thì không. Yezi đang đội bóng của mình ban tới làm choáng bên phía bên kia, nhưng chỉ là lấy được giáp tinh thần mà thôi. Ban biết rằng mình không đủ thời gian để có thể tiếp tục ở lại đợi Huy Ba và ta phải bỏ chạy. Tình huống macro cũng rất thông minh đến từ J-Team. Đúng vậy, ít nhất thì họ cũng đã có được một cái đường lính siêu cấp trong pha đấu vừa rồi, mặc dù phải bỏ lại tận 2 điểm hạ gục và đòi lại được một mà thôi. Đó là một pha quay về kịp thời từ vị trí của Lee Sao. Còn nếu không thì có lẽ là cặp đôi của J-Team có thể làm nên chuyện rồi. Rõ ràng đấy là pha thi đấu mà J-Team họ biết chắc rằng bây giờ đánh ra tranh tổng thì họ không lại, nên họ phải đánh macro. Họ để cho 3 thành viên đứng lấy tầm nhìn ở khu vực hang rồng và 2 thành viên còn lại chạy lên khu vực đồi trên để đè vào vị trí của Rogue. Nếu như họ hạ gục được Rogue thành công thì sẽ là một cái tốc độ đẩy rất nhanh và một tiến công có trên người của Đao 128. Nhưng rất tiếc là Rogue cũng rất tinh ý kêu gọi vị trí của Lee Sao quay ngược trở về, và sát thương của Lee Sao là đủ để có thể khiến cho Rekton trong tay Đao 128 phải nằm xuống. Tình huống đánh giao tranh vừa qua đều cho thấy J-Team bây giờ họ hiểu rõ rằng chất đội hình của mình không đủ quá cứng cáp để có thể đánh với Trayport ở trong một vài giao tranh lâu dài. Đo vẫn đang thắp sáng đi phương vào khu vực trên như đường dưới xong và tức biến lên và làm gọi ngay lập tức con Akali của Lee Sao. Đây có phải là bước ngoặt của trận đấu hay không? Đây chiêu cuối của bạn vào giữa tâm đội bên phía kia, nó dính với người Huy Ba, một người rất cần chính xác, và ta ngay lập tức là vào hoảng sợ đội bên phía kia bốc hơi rất nhanh. Corki của GG không còn đủ quá nhiều máu để ta có thể tự tin đứng lại bắn nữa. Ta đang bị truy đuổi, 0711 trừng phạt double kill cho 0711. GG đang phải tốc biến để bỏ chạy. Cô Olaf của 0711 không quan tâm đến trụ. Ta đang muốn truy đuổi GG càng lâu càng tốt. Dí tận nhà luôn. Quá ghê. Và bây giờ chỉ còn lại một mình chia chia mà thôi. Làm sao để anh ta có thể phòng ngự trước 4 người đây, khi mà cũng có một tiến công trên người của Đao 128 và đây là những vị tướng đấu sĩ cực kỳ trâu nữa. Sẽ là một tình huống endgame dành cho J-Team. Họ không quan tâm sát thủ con Corki tầm này là như thế nào nữa. Chiến thắng 2-0 dành cho J-Team bằng một pha thi đấu hết sức quyết định của Pan. Rất bất ngờ. Một trong những cái khoảng thời điểm cực kỳ khó khăn của J-Team khi chúng ta cảm nhận thấy là con Corki bên phía bên kia cùng với Akali của Lee Sao nó đang càng ngày càng trở nên quá khó để giải được.
thì bỗng nhiên một tình huống đánh rất chớp nhoáng ở khu vực đường dưới, họ bắt được một cái nhịp Lee Sao đang đẩy lính lẹ, họ hủy diệt được anh ta trong một nhịp, và bỗng nhiên có một pha giao tranh chiến thắng. Đó thực sự là một sai lầm rất lớn của Lee.